việc nghệ sĩ Kim Chi từ chối làm hồ sơ khen thưởng nghệ sĩ của Thủ tướng Việt Nam trong thời gian qua đã thu hút các diễn đàn mạng cũng như giới truyền thông. Thậm chí, nghệ sĩ Kim Chi được nói đến như một hiện tượng vì đã thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình. Cùng lúc, cũng có những ý kiến cho rằng điều quan trọng là mọi người bày tỏ quan điểm hơn là việc chỉ tôn vinh nó thành hiện tượng. Quỳnh Chi tường trình trong phần sau. Lá thư nghệ sĩ Kim Chi gửi Hội Điện ảnh Việt Nam lấy lý do không muốn trong nhà có chữ ký của người đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân, để từ chối tham gia xin xét duyệt khen thưởng nghệ sĩ. Người mà nghệ sĩ Kim Chi nói đến là đương kim Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Vào hôm nay, sáng thứ Ba, ngày 15 tháng 1, xuất hiện lá thư đầy xúc động của ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, gửi bà Kim Chi để thể hiện sự trân trọng dành cho hành động của bà. Người từng tham gia sôi nổi phong trào sinh viên cách đây gần 50 năm cho rằng chưa có ai cả gan, đủ dũng khí để phát biểu một cách công khai, minh bạch những điều mà bà Kim Chi đã làm. Trong lúc Việt Nam bị lên án là hạn chế quyền tự do ngôn luận, thì thái độ thẳng thắn trong việc nêu ra ý kiến của bà Kim Chi không chỉ được nhiều người đánh giá cao mà còn gây bất ngờ và xúc động. Nhà giáo Phạm Toàn từ Hà Nội nhận xét về bà Kim Chi. Riêng bà Kim Chi thì đấy là một cái trường hợp mà phải nói là đáng không phục. Tất cả những người nào là đàn ông, đàn bà mà không phải là chỉ là nghệ sĩ, là nhà giáo, là con người tử tế thì phải thấy đấy là một hiện tượng thì đáng không phục. Nhà giáo Phạm Toàn không phải là người duy nhất dùng từ hiện tượng cho bà Kim Chi. Các bài viết, các ý kiến bình luận, các diễn đàn không ngớt lời nói về nghệ sĩ Kim Chi trong thời gian vừa qua, khiến hành động của bà trở thành một hiện tượng. Tại Việt Nam, những phát biểu được cho là thẳng thắn hoặc mang tính nhạy cảm thường gây một phản ứng tương tự trong dư luận, bao gồm cả phát biểu gần đây nhất về văn hóa từ chức của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc. Nếu chỉ nói thật hoặc nói lên suy nghĩ của mình mà có thể trở thành hiện tượng, thì điều này phần nào thể hiện cho mức độ tự do ngôn luận của một nước. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS nhận xét. Tôi nghĩ là ở Việt Nam không phải là chưa được tự do ngôn luận lắm, mà là không có tự do ngôn luận. Chuyện của nghệ sĩ Kim Chi mà còn vô vàn các chuyện khác, nó là minh chứng cho cái chuyện đó. Tờ Washington Post vừa có bài bình luận nhan đề Tại Việt Nam, những tiếng nói bị bịt miệng, cho rằng nhân quyền vẫn là một rào cản giữa quan hệ Việt-Mỹ. Bài báo cũng nói rằng Việt Nam có tội vì đã sợ hãi một cách phi lý quyền tự do phát biểu, đa nguyên và cuộc cách mạng kỹ thuật số. Việt Nam thường xuyên bị lên án hạn chế quyền tự do ngôn luận và vi phạm các công ước quốc tế mà mình là thành viên. Cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ năm ngoái cũng không được diễn ra sau khi các blogger của câu lạc bộ nhà báo tự do nhận các bản án nặng nề. Trong lúc vấn đề tự do ngôn luận của Việt Nam bị cho là bị bóp nghẹt, thì không ai có thể phủ nhận vai trò cũng như sức lan tỏa của những phát biểu mà nghệ sĩ Kim Chi đưa ra. Nhưng xét cho cùng, cái còn quan trọng hơn cả việc tôn vinh một hiện tượng là việc có thể lấy cảm hứng từ hiện tượng đó. Nói một cách khác, bản thân một hiện tượng không quan trọng bằng kết quả của nó mang lại. Nhà giáo Phạm Toàn nhận xét. Tất cả mọi người lên tiếng thì là cái là lý tưởng. Trước khi đến đấy thì phải lẻ tẻ và phải có những cái đột phá như là trường hợp Kim Chi. Lá thư mà ông Lê Hiếu Đằng gửi cho bà Kim Chi nói rằng hành động của bà Kim Chi như ngọn lửa ấm áp làm ông vững tin hơn trên con đường đã chọn. Còn tiến sĩ Nguyễn Quang A thì cho rằng mọi người cần phải nói lên suy nghĩ của mình, mặc dù ông lưu ý rằng có những luật lệ là những thử thách rất lớn cho tự do ngôn luận. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người phải nên nói thật. Mình chưa nói đến là cái ý kiến của người ta đúng hay sai như thế nào. Bởi vì đúng hay sai, nó sẽ phải qua tranh luận, nó vỡ ra là đúng đến mức nào, sai đến mức nào. Nhưng mà cái quyền được mở miệng của mọi người phải được tôn trọng. Một mặt khác là tất cả mọi người đều nói lên sự thật và không sợ hãi khi nói lên sự thật. Thì tôi nghĩ rằng những cái quy định như thế cũng trở thành vô hiệu nếu mà có hàng trăm ngàn, hàng triệu người, hàng chục ngàn người lên tiếng. Bởi vì đấy thực sự là cái ý của dân. Mà cái ý của dân mới là cái cao trên hết, chứ không phải là những cái ý của một nhóm người nào đó được ghi vào trong pháp luật.
Ông Nguyễn Quang A nói thêm rằng những điều luật hạn chế quyền tự do phát biểu tại Việt Nam là phi lý và ông ủng hộ phản biện xã hội. Một khi mọi người được tự do phát biểu, những phát biểu thẳng thắn tương tự như của nghệ sĩ Kim Chi sẽ không trở nên quá hiếm hoi và sẽ không còn là hiện tượng nữa. Nhưng đó lại là lúc sức mạnh tác động của nó thực sự được chứng minh.